Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách deep không cần chạy máy. Thì cái cách này á, thì đặc biệt dành cho những người mà chúng ta sợ chạy máy dũa, cho nên chúng ta có thể áp dụng cái cách này để chúng ta làm. Thì đầu tiên nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu là sơn base trước. Thì cái lớp base này các bạn có thể dùng cái lớp bột clear hoặc là bột base gì cũng được. Thì mình nhúng vào một lớp. Thì khi mà các bạn nhúng cái lớp này á, để nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích là cho cái móng bên dưới nó cứng, cái thứ nhất. Thứ hai, làm cho cái lớp màu mà khi mà chúng ta take off nó không có bị dính trên cái móng thịt của họ. Đó là hai cái điều mà tại sao mà chúng ta phải nhúng cái lớp bay. Thì cái lớp bay các bạn lưu ý, không phải chỉ có lớp bay mà tất cả các lớp các bạn phải lưu ý nhúng, đừng để cho bị tràn da. Nhúng vừa đụng chạm dòng da là ok. Và khi mà các bạn chơi sơn bay hay là sơn màu gì cũng vậy, các bạn cố gắng sơn làm sao á mà để cho cái dòng cuticle của mình nó tròn. Thì sơn như thế nào để cho tròn thì những video trước mình cũng đã chia sẻ rồi. Thì khi mà các bạn sơn á, các bạn cố gắng đè bành cái cọ mình ra. Đây các bạn nhìn đây, mình sẽ để lên và mình để từ ngoài nhé các bạn bỏ lớp base lên giữa móng và sau đó chúng ta sẽ dần dần đi vào bên trong. Các bạn đừng có để một cái đi vào bên trong. Tại vì khi mà các bạn để một lần một mà đi vào bên trong luôn á thì như vậy á, móng của cái lớp base á, nó dễ bị tràn lên cái dòng da lắm. Cho nên chúng ta cứ từ từ mà từ bên ngoài mà chúng ta để nhẹ dần vào bên trong. Đấy, lúc nào mình cũng để ngay giữa móng này. Đó, mình để nhẹ vào và bành cọ kéo về bên trái, bành cọ kéo về bên phải. Đó, rồi sau đó chúng ta nhúng thôi. Nó rất là đơn giản. Các bạn đừng có nghĩ nó quá cầu kỳ các bạn, trừ khi cái lớp base mà lớp base quá mới thì các bạn nên cẩn thận chút. Vì cái lớp base quá mới thì cái nước base nó rất là dễ nhanh khô. Cho nên và nó cũng rất là mỏng và rất dễ chảy, cho nên chúng ta cần lưu ý cái lớp base mới thôi. Còn lớp base mà quá cũ thì nó rất là đặc nha các bạn, cho nên các bạn cũng nên lưu ý cái lớp base cũ. Lớp base cũ thì chúng ta nên cố gắng kéo và vuốt xuống để cho cái lớp base nó không có bị dày trên móng, thì như vậy thì nó sẽ nhanh khô hơn. Ok, thì xong một cái lớp base thì chúng ta sẽ phủi bụi. Các bạn nhớ phủi bụi chỉ phủi cái bàn đầu tiên thôi, còn cái bàn kia cứ để nguyên đó. Khi nào chúng ta bắt đầu nhúng thì chúng ta mới phủi. Đấy các bạn ha, mình đẩy nhẹ vào và các bạn nhớ mình là người điều khiển tay của khách, cho nên các bạn có quyền xoay tay của khách như thế nào các bạn tùy ý. Các bạn đừng có sợ là khách đau, mình xoay như vậy không có đau đâu. Mình cứ để lên nè, đó, bên tay trái nè thì xoay qua tay trái, bên tay phải á, thì mình xoay qua tay phải để chi? Để chúng ta thấy được hai bên cái dòng da để mà chúng ta có thể đưa cái lớp base vào trong cái dòng da. Thì đối với cái móng tay này á, là nói chung là tương đối dễ làm. Còn đối với những cái ngón tay mà hai bên mà thịt rất là nhiều á, thì các bạn phải cố gắng bóp hai bên ra để bành cái thịt đó ra và để cho được cái đầu cọ của chúng ta vào tận trong cái móng ngay cái dòng da đó. Các bạn nhớ, tại vì những cái thịt mà quá nhiều các bạn không thể nào đưa cái cọ vào bên trong được, các bạn chỉ vuốt kéo xuống thôi, thì các bạn còn thiếu hai bên phần bên hông, thì như vậy thì lát màu của chúng ta nó sẽ không có hai bên hông. Còn cái lớp bột mà chúng ta trước khi mà chúng ta nhúng á, thì các bạn nên lưu ý một điều, các bạn có thể khuấy lên. Các bạn có thể dùng cái cây nào đó để khuấy lên để cho bột chúng ta nó đừng có đặt cứng bên dưới. Thì khi mà cứng quá đó thì các bạn nhúng nó rất là dễ bị lỗi. Lỗi chỗ gì? Thì nó cứng quá các bạn nhúng vào thì cái bột nó sẽ bị đẩy với nhau và nó thành dồn cục trên cái móng bột. Thì khi mà dồn cục như vậy thì mình cũng có cách xử lý, thì bạn nào chưa có coi video trước của mình thì có thể xem lại. Đó là những cái cách xử lý của mình dành những cái móng bột. Ok, thì sẵn đây mình cũng nói luôn là những cái video mà mình bỏ lên á, bên phần bên dưới nó có cái link để các bạn có thể mua những cái dụng cụ làm nail mà giá rẻ và những dụng cụ mà có thể dùng ok nhất cho những cái bạn mà đang tập hoặc là những người mà đang đang làm nail rồi mà muốn mua thêm dụng cụ mà giá rẻ, thì các bạn có thể click vào những cái đường link bên dưới để các bạn mua. Rồi, bây giờ thì người này là họ dùng hai màu nha các bạn, kim tuyến, bột kim tuyến và bột màu. Thì tùy các bạn thôi, các bạn có thể nhúng bột kim tuyến trước. Và các bạn nhớ một điều rất là quan trọng, khi mà mỗi bước mà các bạn làm á, các bạn nhúng xong á, các bạn phải lấy cọ các bạn phủi cho thật là sạch cái bột trên. Tại vì sao? Vì có bột kim tuyến ở đây cho nên các bạn không phủi cho sạch, một lát nữa cái phần bột kim tuyến nó sẽ dính vào cọ của các bạn, thì như vậy á, thì nó sẽ bị lon tùm lum hết. Cái phần bột này á, nó sẽ dính kim tuyến vào trong đó và cái phần kim tuyến nó sẽ dính bột màu này đó. Mà theo mỗi một bước mình đều phủi. Các bạn trai bên đã nhúng rồi thì cứ để yên cái đó, bàn nào nhúng trước phủi trước. Nên mà ở đây thì mình nhúng kim tuyến trước nè. Đó, các bạn thấy mình xoay tay không? Những cái chỗ nào mà vị trí khuất thì các bạn có thể xoay tay của khách để làm sao mà để cho các bạn thật dễ làm nhất.
chứ các bạn đừng có sợ xoay tay cách đấy. Mình xoay qua trái nè, đó, xong đè bàn cọ này, kéo về bên phải, xoay qua phải nè, đó các bạn thấy cái góc này nó thiếu không, thiếu màu này. Đó thì mình cho cái lớp base chỗ đó hơi, cái lớp nước base ngay chỗ đó hơi nhiều chút thì các bạn nhúng đó. Các bạn thấy mình tại sao mà mình nhúng hai ba cái không, tại vì khi mà nhúng hai ba cái vậy, lớp base mà mình hơi dày á, mình nhúng hai ba cái gì đó thì cái nước base của mình nó sẽ khô hơn các bạn, và những cái chỗ mà nó thiếu bột thì nó sẽ thêm bột vào chỗ đó. Chính vì vậy mà mình phải nhúng hai ba lần để cho cái lớp base mình nó có cái độ khô nhanh hơn các bạn. Đấy, đè bình cọ nè, kéo về trái, và sau đó chúng ta đè bình cọ ngay cái vòng da, chúng ta kéo về bên phải, và sau đó chúng ta nhúng bột. Đấy, này các bạn thấy không, mình lúc nào mình cũng thường thường nhất là mình nhúng hai lần, mình nhúng hai lần vậy để cho cái lớp bột mình nó có thể lon vào những cái chỗ mà nó còn thiếu bột, và những cái chỗ mà lớp base nó chưa kịp khô thì chúng ta nhúng thêm một lần nữa thì cái lớp bột nó sẽ lon vào khu vực đó, và nó sẽ làm cho cái lớp base nó sẽ nhanh khô hơn các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình đây, các bạn thấy không nè, cái này là cái lõi nè, đó mình sẽ dùng tay mình ấn xuống thì cái bột này nãy lúc nãy thì mình cũng đã khuấy rồi nhưng mà chưa thật đều lắm. Thì các bạn có thể khi mà nó bị nhô lên vậy, các bạn có thể dùng ngón tay các bạn đè nhẹ xuống, đè nhẹ xuống thì như vậy thì cái độ nhô chỗ đó nó mất đi. Mà nếu như mà bạn nào bị nhô nhiều quá thì bắt buộc các bạn phải đợi một chút nữa để cho cái bột mình nó hơi khô, thì mình có thể dùng cái giũa nhám á, cái máy giũa nhám, cái chúng ta chạy là những cái phần bột lồi lõm đó, và sau đó chúng ta nhúng lại thêm một lớp nữa thì như vậy thì bột của chúng ta nó sẽ trở lại bình thường. Đó là cách mà xử lý mà khi mà bột của chúng ta nó bị nhăn như vậy đó các bạn. Đấy, mỗi một lớp làm xong chúng ta nên phủi bụi đi để tránh tình trạng mà cái cọ của chúng ta nó bị dính bột. Thì bạn nào có bị dính bột trên cọ thì các bạn có thể xem lại video trước đó của mình cũng có đã chia sẻ là cái cách mà để quản lý cái cọ của chúng ta đó. Các bạn nhớ khi mà các bạn sơn mà để không cần chạy máy giũa thì các bạn phải sơn cho cái dòng da thật là đều, thật là tròn, và các bạn đừng để, tuyệt đối cái điều mà tối kỵ nhất mà chúng ta nên cần ghi nhớ đó là đừng bao giờ để cho bột chúng ta nó bị choàng. Tức là cái lớp base mà các bạn sơn tràn á thì một lát nữa các bạn nhúng bột thì bột nó sẽ tràn theo cái lớp base. Cho nên cái điều mà quan trọng nhất là phải chú ý vào cái lớp base mà khi mà các bạn kéo cái lớp base mà bị tràn rồi, các bạn cố gắng chùi cho nó sạch. Vì các bạn không chùi sạch thì như vậy thì cái lớp base, cái lớp màu các bạn nhúng nó sẽ tràn theo cái lớp base. Rồi bây giờ đã xong một lớp đi, đó mình chùi cái nắp chai này, sau nó mới đậy lại. Thì các bạn hỏi mình là xài cái loại base với cái loại top nào là tốt thì tùy thôi các bạn, tùy chỗ thôi. Nếu như mà cái lớp base nào mà các bạn dùng á mà các bạn cảm thấy nó lâu khô á, thì các bạn đừng dùng base đó nữa. Thì mỗi một cái tiểu bang á, nó dùng những cái thương hiệu khác nhau cho nên cũng khó nói lắm. Bây giờ mình có nói thì các bạn cũng không mua được cái thương hiệu này, tại vì khu vực này nó bán cái hiệu này, khu vực khác nó bán hiệu khác, cho nên cũng khó nói lắm. Cho nên các bạn cứ dùng cái chai base và top nào cũng được, nhưng với điều kiện là base, cái nước base nó sẽ nhanh khô. Cái nước base á bắt buộc phải nhanh khô thì như vậy thì các bạn mới làm ok hơn. Lớp base mà lâu khô quá thì các bạn mất thời gian phải ngồi cho lớp base nó khô. Thì cái nước này là nước thứ ba đây, nó nước siêu lờ đây, mình bỏ lên. Và sau khi các bạn bỏ cái nước siêu lờ này lên á, các bạn có thể đi dẹp đồ các bạn, dẹp bột các bạn, và các bạn quay lại là bột các bạn đã khô rồi. Đó, đó là cái quá trình mà chúng ta rút ngắn cái thời gian mà chúng ta làm luôn. Thì này, người này họ giũa tròn thì các bạn nên chú ý một điều nữa, các bạn phải nhìn vào móng tay của khách. Nếu như mà họ đã có cái shape rồi á thì các bạn không cần phải ngồi đó giũa tới giũa lui cho nhiều, các bạn cứ giũa sơ là xong. Tại vì người ta đã có shape rồi mà các bạn cố tình các bạn giũa nhiều quá thì thành ra nó bị ngắn đi tay của khách. Mà có nhiều người người ta dùng cái bột nhúng này để mục đích là người ta dưỡng móng tay cho nó dài ra, mà các bạn cứ ngồi đó các bạn giũa hoài thì như vậy thì móng tay của khách nó sẽ ngắn dần đi và họ sẽ không chịu. Đấy, các bạn nên lưu ý một điều đó. Và cái chỗ này á mình cũng nên lưu ý là khi mà các bạn giũa, các bạn cố gắng nằm cái giũa xuống, nằm xuống để chi, để khi mà các bạn giũa như vậy á, cái ngón thiệt, cái móng thiệt bên dưới á, nó sẽ ăn sâu vào bên trong và cái phần bột bên trên nó sẽ lộ ra và nó cover luôn được cái phần móng bên dưới. Thì khi mà các bạn giũa như vậy thì nó sẽ không có nhìn cái phân biệt ra cái màu trắng giữa cái móng của người ta và cái phần bột đó, vì cái phần móng bên dưới mình đã giũa nó đi vào bên trong rồi, chỉ còn cái phần bột bên trên thì thành ra chúng ta không nhìn thấy, nó sẽ khó thấy được cái móng thịt bên dưới. Rồi bây giờ đã xong thì chúng ta bóp phở thôi đó, mình rửa xếp xong thì mình bóp phở, nó rất là đơn giản.
Khi mà các bạn bóp, các bạn nên lưu ý các bạn cố gắng bóp một chiều thôi. Thì bạn nào chưa có coi cách bóp phở thì các bạn có thể xem lại cái video trước mình bóp. Những cái video trước mình có nói về cái cách bóp phở sao cho nhanh gọn á, thì các bạn cứ bóp một chiều từ trái qua phải, xuyên suốt một chiều từ trái qua phải. Các bạn đừng có bóp ngược lại, các bạn bóp xuyên suốt một chiều từ trái qua phải. Và trong cái quá trình mà chúng ta bóp, các bạn cố gắng xoay cái tay của khách, xoay cho tròn để cái bóp phở của chúng ta nó đi được tròn các bạn đó, để bóp phở mình đi được tròn hơn. Và các bạn nhớ, các bạn có thể dùng cái đầu bóp phở để đi nhẹ bên cái phần đầu móng, tại vì những cái bột mà kim tuyến như thế này đây, chúng ta có thể đi nhẹ để cho cái phần kim tuyến nó dăng ra. Rồi bây giờ thì đã bóp phở xong, thì cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ phủi bụi. Các bạn cố gắng phủi đi sạch cái bụi nha, cố gắng phủi sạch đi. Và sau đó mình sẽ dùng bay top của no chip của Slack á, thì mình sẽ bỏ lên. Thì có nhiều bạn hỏi mình là tại sao bỏ cái lớp bay và cái nước top lên, thường sau cái phần bột khách họ đi rồi thì họ quay lại họ bị nứt ra. Thì các bạn nên lưu ý một điều, nếu như mà cái phần bột bên dưới á, mà nó không khô, cái nước base nó không khô, thì khi mà các bạn hơi đèn thì nó sẽ rất là dễ bị nứt. Cho nên khi trong cái quá trình mà chúng ta giũa xếp á, mà các bạn thấy được cái móng mà nó chưa có thật sự khô á, các bạn đợi đi, các bạn phải take time. Vì cái móng mà nó chưa thật sự khô á, mà các bạn cố tình làm cho nhanh, buffer xong rồi các bạn bỏ base top lên luôn, thì bột của chúng ta nó sẽ rất dễ bị nứt. Thì các bạn hỏi mình là tại sao anh chỉ bỏ base và bỏ top lên, mà tại sao khách đi một tuần quay lại nó bị nứt hết anh? Thì đó là do cái phần bột bên dưới nha các bạn, chứ không phải là cho do cái lớp base và top bên trên. Lớp base và top bên trên không ảnh hưởng gì đến cái phần bột bên dưới. Phần bột bên dưới ảnh hưởng là những cái lớp base và lớp sealer và những cái phần bột bên dưới. Nó khác đi với cái phần top, base và top mình dùng cuối cùng này. Tại vì lớp base và top dùng cuối cùng này nó bị nứt á, thì nếu mà nó bị nứt do cái này á, thì nó chỉ nứt cái lớp base và top bên trên thôi, còn cái lớp bột bên dưới nó không bị nứt. Nhưng mà nếu như mà cái lớp bột bên dưới mà nó bị nứt á, thì đó là một trong những cái nguyên nhân là do bột và base bên dưới mình dùng đó, chứ không phải là do cái lớp top và base mà mình dùng nha các bạn. Do cái phần top, do cái phần base bên dưới mà các bạn dùng để nhúng á, cái base đó nó chưa khô đó, đó là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho bột dễ bị nứt nhất. Cho nên các bạn nên lưu ý, nếu giũa mà các bạn cảm thấy cái bột nó chưa khô, các bạn tạm dừng lại đợi cho bột khô. Và các bạn nhớ phải bỏ sealer, cho nên mình mới nói là khi mà các bạn làm xong hết, các bạn phủi bụi đi, các bạn bỏ sealer lên và các bạn đi dọn dẹp bàn của các bạn cất đồ dùng hết để chi? Để các bạn không phải tốn thời gian thôi. Thì trong cái quá trình mà các bạn cất như vậy á, thì cái phần bột nó đã có thời gian để nó khô rồi. Thì khi mà các bạn quay trở lại, xong hết quay trở lại thì bột đã khô rồi, thì chúng ta có thể tiến hành giũa. Thì đó là một trong những cái cách mà mình làm đối với bột nhúng này đó. Các bạn thấy không, nhiều bạn bảo là ôi anh làm như vậy thì nó sẽ rất là dày. Để các bạn nhìn cái dòng da tuyệt đối không dày, dòng da không dày và móng cũng không dày. Làm như vậy nó rất là đẹp và nó cũng rất là chuẩn. Cho nên các bạn đừng có nghĩ là từ bây giờ mình chạy máy thì móng nó sẽ mịn hơn và nó sẽ mỏng hơn. Mỏng hay dày là do cái quá trình mà các bạn nhúng bột, chứ không phải mỏng hay dày là do cái quá trình mà các bạn chạy máy chứ không chạy máy đó. Bột nhúng không nhất thiết là các bạn phải chạy máy. Chạy máy trừ khi các bạn bị lỗi, các bạn nhúng bị tràn, thì lúc đó các bạn xử lý bằng máy để xử lý cho những cái phần tràn nó bung ra, thì như vậy móng của chúng ta sẽ ở lâu hơn. Ok, thì video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ đến đây thôi. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để có thể xem được những cái video mà mới nhất mà mình bỏ lên. Ok, thì bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye.